nhưng mà hơi mỏng hơn anh nữ. Cái này á hả? Hơi mỏng hả? Mỏng. Đúng rồi. Phải hơi giống ý cao muốn. Làm video mới và theo mọi người request rất là nhiều cho cái video này phần 2. Thì cái quay video này là 6 tháng chứ mình đã quay 6 tháng rồi đó. Nửa năm rồi, không, hơn luôn á. Hơn á, còn 8 tháng chứ là. Thì hôm nay mình mới có thời gian làm part 2. Thì ngày hôm nay Tiên sẽ quay một video short video do chính hôm nay cái hồ lửa rất là nhiều đồ cho Tiên luôn á, nó còn nhiều hơn đợt trước nữa mà đẹp hơn đợt trước luôn. Nhớ nha, nhớ luôn, hứa luôn. Thôi chết tiệt, cái thằng chết tiệt nhỏ đang làm cái quái gì vậy? Hứa đi. Rồi ok, thì bây giờ tụi mình sẽ unbox hết những cái món đồ ra cho mọi người coi nha. Nhìn chán quá. 1, 2, 3. Yeah. Hôm nay thì cái hồ có mua cho Tiên tặng 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9 món luôn á mọi người. Và tất cả mọi thứ thì lát tụi mình sẽ link ở dưới description cho mọi người nếu mọi người muốn tham khảo những món đồ mà Kèo mua cho Tiên. Hôm nay tụi mình quay ở trong cái studio của Tiên mới luôn á mọi người. Một cái studio mới của Tiên có tên là Filmstar. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu chụp hình kiểu dạng concept này nọ thì cứ lên Facebook, IG, search Filmstar Studio. Bây giờ tụi mình sẽ mở từng món nha. Anh sẽ cho bé mọi người. Em biết cái này là cái gì rồi. Ông bà lỗ. Ai hát đi cái hồ không có nhớ cái hồ muốn gì luôn á. Wow. Cái nào đẹp là lấy thôi à. Tiên có cái này. Nhưng mà hơi mỏng hơn anh nữ. Cái này á hả? Hơi mỏng hả? Mỏng. Đúng rồi. Phải hơi giống ý cao muốn. Ok. Ok rồi, cái đầu tiên sẽ là một chiếc áo ba lỗ trắng crop top. Và cái thứ hai là cái gì đây? Ủa anh muốn cái gì mà giống con hết trời? Gì trời? Cái thứ hai là một cái thước 2 giây. Nhưng mà sao mà tôi bị vừa cái này được trời? Em vừa, em có một cái giống này rồi nhưng mà nó hơi mỏng rồi. What is this, baby? Cái này là hình như cái một chiếc áo dài kiểu turtle neck. Mà cái này á là tại vì Carol nhìn Carol thấy Tiên chưa có một cái áo turtle neck. Wow, không chất lượng cũng ok chứ. Không chất lượng được mà. Được á. Trời ơi, người ta ngồi chọn biết bao nhiêu tiếng để lựa. Có xạo đi, cũng xạo luôn á, kêu chọn mấy ngày mà mấy ngày xong chưa gửi cho Tiên đâu mà ngồi quá đâu. Sợ. Muốn ăn gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Anh muốn cái gì vậy? Are you really? What is this? Thật sự là Kèo không có nhớ là cái này vô. Oh my god, Tiên không tin là Kèo sẽ mua cho Tiên một cái đồng hồ hồng rồi. Wow. Hình như là bảo cảm hay là tặng nha. Không biết cái này đó. Em không nhớ. Nó chung chung cái lọt đó. Nó mặc cái này ở dưới, mặc cái dưới trên đúng không? Không. Em biết rồi, nó mặc cái này bên trong, mặc cái bên ngoài. Đúng rồi. Rồi, thì cái món tiếp theo sẽ là một cái sweater. Hình như sweater đó không ta? Cũng cái chất liệu vải giống như cái turtleneck. Thế okay, là món tiếp theo. Đầm hả? It's a dress. Đúng rồi, Kèo có mua một vài cái đầm cho Tiên. Wow. Nhìn thấy công sở đi mọi người. Wow, anh bảo em đi làm hay gì? Đây. Oh my god, cái váy này sao ngắn quá vậy? Oh my god. Ngắn quá vậy chứ. Kèo thấy rất là dài luôn á mọi người. Đúng rồi. Nè, nó bằng cái mặt anh đó. Wow. Ủa? Cái đầm? Đầm bo gân. Đúng rồi. Rồi. Cái đợt này Carol mua bo gân hơi nhiều cho mọi người. Anh có vẻ gái mặc bo gân hay gì? Lại bo là bo gân tiếp. Ủa thì đó hả? Rồi, cái đầm thơ đồ nét y chang cái đầm hồi nãy, không khác gì, màu đen. U là trời. Hình như Carol nghĩ là nó đưa thêm cho Carol á. Không dám đâu, đừng có xạo đi. Nữa. Ủa sao điện cái này nó bị dung dung vậy? Ừ, chứ không, cái style nó vậy mà chất lượng. Nãy giờ sờ vô thì hầu hết là ổ. Đây là một cái set. Đó, một set rồi. Không, lúc mà mặc lên á nhìn nó sẽ đẹp lắm á. Em không kỹ vậy. Nhưng mà ok mọi người, bây giờ Tiên sẽ thử bộ đầu tiên nha. 1, 2, 3. Ok, thì với cái chiếc áo đầu tiên là một cái chiếc áo vải bo gân nha mọi người. Thì cái này á là màu xanh, kiểu xanh lá chuối á. Thì nhìn sơ qua nó hẳn là chất liệu nhìn rất là ok.
ok luôn. Không, chất liệu ok nha, chất liệu rất là ok nha. Form thì hơi to nhưng không mà... không em thấy ok. Nói chung là ok đó. Chấm cái áo này tầm 9/10 đi. Ok, bây giờ tao áo thứ hai nha. Rồi, với outfit thứ hai á thì hiện tại cái đồ ở đây là có một chiếc áo ba lỗ nè. Cái áo này nhìn rất là ok nha, nhưng mà không có hợp với chiếc váy. Hợp mà, anh sao vậy? Hợp, nhưng mà chỉ có cái là cái váy này nó quá rộng nên là khi mặc vô nó... Anh sẽ hợp thêm đó. Đẹp mà, anh nấu nóng. Nhưng mà cái váy này thứ nhất là quality của cả hai này thì tinh chấm nó không có được tốt. Cái váy này thì sợ là như nó chỉ có một size thôi á. Hoặc là cái hồi đã mua cái size nhỏ nhất cho tiên rồi. Nhưng mà nói chung á là nhìn cái outfit này á nó rất là xịt điên nhau luôn á. Rất là không hợp với em. I don't wear this. But yeah. Ok, bây giờ tiên thử cái áo hai giây. Ok, thì ngoài cái chiếc áo ba lỗ ra thì ở đây có thêm một nó quá mỏng mọi người á. Thì cái áo này nó rất là mỏng luôn. Nhưng mà che lại. Nó rất là mỏng luôn á mọi người. Chúng ta ai phục quá vậy. Thì anh nói tại vì nó mỏng thôi thì vô tay không có gì. Yeah, nói chung á thì Kao thiệt sự á, nếu mà recommend á thì Kao nghĩ là Kao sẽ không recommend cái chiếc áo này cho mấy bạn. Nó quá nó rất là mỏng, nó mỏng một cách bình thường luôn á. Nó mỏng một cách bình thường luôn á. Nó mỏng một cách bình thường. Ôi lỗi, nó mỏng một cách không bình thường. Nó mỏng một cách bình thường luôn á mọi người. Nó mỏng một cách không bình thường luôn nên nếu mà mọi người mặc thì Kao nghĩ là nó sẽ rất là kỳ á. Nhưng mà về cái chất, về cái form á và cái màu á thì Kao thấy là nó rất là ok luôn, chỉ bị là nó siêu mỏng thôi. Ok, tới với outfit tiếp theo. Thì cái chiếc áo tiếp theo á cũng là một chiếc áo bo gân. Mọi người sẽ thấy đây là một màn trình diễn của sự bo gân. Tất cả các outfit ngày hôm nay đều là bo gân cả, không biết tại sao hết. Đó là cái hồi rất là thích con gái mặc áo bo gân luôn. Trời, chất liệu là hơi hỏi với ai luôn. Chất liệu nói chung là hỏi với ai. Form nó nhìn hơi kỳ nha mọi người. Nhưng mà cái hồi thấy áo này cũng rất là... Lúc đầu mua cái hồi nhớ nhưng mà rẻ lắm. Thôi, để chấm điểm thì cậu sẽ chấm là 50-50 đi, không sao đâu. 3/10 nha. 3/10 nha. Wow. Này đúng mua cái hồi nha mọi người. Yeah. Đẹp quá. Không? Rất là ôm, rất là không bánh bèo hả? Không biết nữa, nhìn nó nó chứ cái hồ là sao anh mặc không? Lát mình nổi liền. Outfit swap part 2 nha mọi người. Ok, mọi người đợi video đó nha. Nhưng mà Tiên thấy là nó rất là hợp với những cái vòng như thế này. Đúng rồi. Tại vì nó rất là kiểu nó sexy nhưng mà nó cũng swag. Nice. Good job. Guys. Amazing. Good job em. No, we're the last one. Yeah, thì ở đây á, tao có một bộ nguyên một bộ. Oh, gân. Một bộ bo gân nữa mọi người. Rồi, nhưng mà cái style này á, nó khác những cái loại kia là nó nhìn nó rất là sexy và nó rất là ôm. Nhìn Tiên nhìn giống như má kiểu mấy cái nhỏ điệp viên á. Điệp viên hả? No, rất gì điệp viên má? Rất là giống luôn á, kiểu giống như spy á. Ok, never mind. Sexy. Nhưng mà yeah, một cái bộ rất là ok luôn. Đẹp á. Nhưng mà nha mọi người, cái bộ gần cuối á, nó quá mỏng luôn. Mặc vô là thấy hết. Nên anh giống muốn ăn không á. Nên disclaimer, nếu mà mốt mọi người mua bo gân á, đừng có mua màu trắng nha. Vì những cái dạng bo gân này ở trên Shopee nó rất là mỏng. Recommend là mọi người mua những cái màu tối thôi, thì nếu mà mua màu sáng thì chắc chắn luôn nó sẽ nhìn xuyên qua đấy. Nên bộ này thì mình sẽ bye bye. Và tới bộ cuối cùng, last but not least, là một cái bộ đồ hên quá không bo gân. Không một bộ đồ không phải là bo gân. Và đây là một chiếc đầm nhìn rất là công sở. Tại vì cậu biết là đầu tiên cần thêm đồ để đi làm đó mọi người. Thôi em đang nó mặc đồ gì đâu. Nói chung là cũng được, nó cũng có lớn nè mọi người. Chất lượng thì ok, không phải nói là quá tệ. Tay nữa nhìn nó rất là rộng, nó nhìn như tiên, nó nhìn đúng đồ luôn. Nếu mà để vậy thì sao? Nếu mà để vậy thì đẹp hơn nha. Không, chứ phải là vậy á, chứ không phải cái kiểu kia đâu. Nhưng mà cũng không đến nỗi là quá tệ. Chấm điểm, 7/10. Ok, vậy là hết video rồi.
này. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video Shopee haul phần 2 của Tiên và Kyle. Và Tiên đó, mọi người recommend phần 3 Tiên muốn mua cái gì, những cái loại size như thế nào. Yes. Thì baby là hãy recommend ở dưới để cho Kyle không thể mua được. Chứ mà mua cái Wargun là mặc nãy giờ là thấy là 10 bộ là 9 bộ Wargun rồi ạ. À. Yeah, nếu mà mọi người có một cái theme nào, ví dụ như là theme hoa hay là đó, vậy đây, em mua sọc caro, hoặc là swag swag. Thì swag thì cái này swag rồi đó. Cái này làm gì swag? Nổ cái này toàn bánh bèo không à, bánh bèo với bao gân nha mọi người. Nên yeah, nếu mà mọi người á có những cái recommend gì á thì cứ comment down below và Kyle sẽ happily mua những cái món giống như vậy cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết video này cũng của Tiên, follow Tiên trên Instagram cũng như là Kyle. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.